Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện dâng ca muối cho sư tổ truyền thể phim hiến ngư của tác giả Phù Hoa. Chương 6, debut ở vị trí center. Rắn đen là một con rắn đen không có thông minh gì mấy, tuy là trong lòng nó rất sợ tư mã tiêu, cũng cảm thấy đây là một tên chủ đần độn nhưng đụng chúng chuyện khó vẫn sẽ tìm đến hắn. Nó sống gần ấy năm, người cho nó ăn ngoài tư mã tiêu ra cũng chỉ có liêu đình nhạn nó vẫn còn muốn sau này uống trực tiếp, vậy nên mới không màng nguy hiểm mang người đang hôn mê đến tháp trung tâm. Nhưng từ mã tiêu chẳng tốt lành mà đi cứu người, tên hiệu của hắn là từ tạm đạo quân, do một lão Phật già đặt cho hắn, hết sức nực cười, cả cuộc đời của hắn chưa hề liên quan gì đến chữ từ này. Cho dù con pet nhà nuôi có lớn gan sáp tới khẻ khẻ mấy tiếng, hắn cũng chỉ chán ghét giơ tay đập vào cái đầu rắn lớn của nó mãng xà đen bị chủ nhân đần độn vứt ra, té chảy chật, lập tức hoảng hồn, nó vẫn chưa gan cùng mình tới mức tiếp tục nhây cạnh tư mã tiêu, chỉ đành âm thầm lặng lẽ trườn lên cây cột bên cạnh quấn mình lại, bỏ lại Liêu Đình Nhạn đang hôn mê bất tỉnh nằm trên đất. Chẳng bao lâu sau, Liêu Đình Nhạn mơ màng lấy lại ý thức, chỉ cảm thấy lạnh cực, bèn cuộn người kéo kéo tấm thảm, bên cạnh đắp lên người, sau đó lại không động đậy. Từ mã tiêu lại liếc nhìn cô lần nữa, cảm thấy tên gian tế ma vực này lớn gan thật sự, áo của hắn cũng bị cô kéo sang đắp lên rồi. Hắn không biết sao đột nhiên lại có hứng thú, đưa một ngón tay nâng má cô lên nhìn ngó. Lại đây, câu này là dành cho mãng xà đen. Rắn đen đang quấn mình trên cột lồm cồm trườn lại. Cô ta đã làm gì, sao ngươi lại muốn cứu cô ta? Mãng xà đen lắc lắc đầu, không rõ là không hiểu hay không biết. Người biết cô ta tới đây làm gì sao? Mãng xà đen lại lắc đầu, cứ như chỉ biết lắc đầu. Từ mã tiêu bắt đầu chán nản mắng nó, cái gì cũng không biết mà đem người tới trước mặt ta, người muốn chết hả? Rắn đen run lập cập, sợ hắn lại nổi điên. Từ mã tiêu đột nhiên kéo liêu đình nhạn lên, bàn tay lạnh băng sờ lên bụng cô, dáng vẻ như chuẩn bị cứu người rắn đen không biết tên chủ nhân buồn vui thất thường này của nó lại định làm gì, cẩn thận đứng một bên ngoan ngoãn nhìn. Từ mã tiêu chẳng hề coi chút thủ đoạn nhỏ đó của ma vực ra gì, chỉ là nếu hắn muốn dứt điểm mấy món của bọn khống chế thì hiển nhiên có vô số biện pháp, hắn chọn biện pháp đơn giản nhất. Hắn bóp miệng liêu đình nhạn, nhét một ngón tay lạnh căm trắng toát vào, sờ vào nấu răng của cô. Hắn ngừng lại, biểu hiện thất thường rút tay về, tóm lấy con mãng xà đen bên cạnh, dùng động tác tương tự bóp miệng rắn, thành thục sờ vào nanh rắn sắc nhọn, dùng răng rắn đâm thổng ngón tay, sau đó rút về nhỏ vào miệng Liêu Đình Nhạn. Hắn đút cho Liêu Đình Nhạn một giọt máu, trước đó bỏ tay vào miệng cô chỉ là do thói quen, dù gì thì ngần ấy năm hắn đều cho rắn ăn như vậy, chỉ là đột ngột chưa kịp nhận ra người và rắn không giống nhau, răng người vô dụng còn đâm không thổng tay hắn. Liêu Đình Nhạn không biết mình bị tổ tông ba trợn khinh bỉ. Trong lúc hôn mê cô vốn cũng cảm thấy cả người lạnh toát, nhất là phần bụng mà trước đó đau điếng. Sau khi hết đau liền bắt đầu lạnh lên, như có ai nhét vào khối băng lớn, lạnh thấu xương nhưng đột nhiên lại như nếm được chút gì đó ngọt ngọt. Tiếp đến là một luồng ấm áp cùng cực tiến vào trong cơ thể. Giống như một đoàn cuộn hô đánh hô giết xử lý sạch mấy thứ lạnh băng kia rồi, hơn nữa còn đánh thẳng tới doanh trại, hội tụ tại phần lạnh nhất trong bụng. Ngọn đuốc lạnh băng hiếu chiến ở đó bị luồng khí ấm nóng này áp chế đến run lập cập, không ngừng giảm dần, cuối cùng không động đậy nữa. Liêu đình nhạn cuối cùng cũng thấy thoải mái hơn chút, cả người ấm áp, tìm lại được giấc ngủ chất lượng cao của mình. Từ mã tiêu đợi một lúc, hắn chuẩn bị đợi người tỉnh lại hỏi ít chuyện, nhưng một hồi lâu chả thấy ai tỉnh. Cái gì vậy, không lẽ máu hắn vẫn không trị được chút ma độc nhỏ nhoi kia? đáng lẽ cô ta phải lập tức tỉnh lại rồi chứ sau đó hắn mới nhận ra người này quả thật không sao cả chỉ là cô ta cũng chưa tỉnh mà là ngủ mất đất rồi ngủ cũng khá ngon nữa chứ nghe kỹ còn có tiếng ngáy nhỏ nữa vẻ mặt của tư mã tiêu biến hóa khôn lường rắn đen bên cạnh rụt rụt đầu nó mà có lỗ tai thì đã cụp xuống rồi coi bộ người này không phải to gan mà là to tim Tư mã tiêu nhớ đến hôm thấy cô phơi nắng ngủ trưa, cái tướng còn ung dung thư thái hơn hắn, sắc mặt càng dị hợm hơn hẳn. Ma vực muốn đưa người vào không dễ dàng gì vậy mà trăm phương ngàn kế đưa vào. Cái thứ như vậy, không lẽ mấy năm nay ma vực đã lụi bại mất rồi nên chẳng kiếm được gian tế nào cho ra hồn, cái loại không có chí cầu tiến này cũng dùng, còn chả tích cực được như đám người canh thần tiên phủ. Chỉ là hắn nghĩ lại lại cảm thấy người này nhất định không đơn giản. E là còn thông minh hơn đám ngu ngốc kia. Không những không đến trước mặt hắn tìm cái chết. Thậm chí còn lôi kéo con rắn ngu si đó. Không chừng cái màn hôm nay cũng do ả cố ý sắp đặt. Thủ đoạn đúng là ghê gớm. Tư mã tiêu hiểu ra. Gật gù tỏ vẻ hài lòng. Không tệ. Mưu sâu kế rộng như vậy. Xứng với khuôn mặt yêu ma khốn khiếp này yêu ma khốn khiếp mưu sâu kế rộng liêu đình nhạn cuối cùng cũng tỉnh lại mở mắt nhìn thấy tên tổ tông giết người như dạ đang cúi xuống nhìn mình cái màn này khiến cô ám ảnh không kém cái hôm nửa đêm tỉnh lại nhìn thấy mãng xà đen há mồm máu me với mình vậy nên phản ứng của cô cũng rất chân thật cô ôm lấy ngực hít một luồng khí lạnh luồng khí này cũng lớn ghê nghe tiếng rõ vang tư mã tiêu nhìn cô diễn vẻ mặt nửa cười nửa không thầm nghĩ diễn xuất khá ghê hết sức chân thật. Liêu đình nhạn suýt diễn cho hắn xem một tuồng bị dọa tới kêu ra tiếng ngỗng tại chỗ. Cô hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhớ mang máng là mình đau bụng rớt dâu ngất đi, không phải, hình như cũng không phải rớt dâu, dâu nhà ai mà thốn vậy được. Sao cô lại xuất hiện ở tháp trung tâm của lão Tổ Tông? Cô nhìn thấy cánh cửa sổ lớn mở toang sau lưng lão Tổ Tông, cảnh sắc bên ngoài nói rõ với cô mình hiện tại đang ở đâu, chỉ là cô không biết tại sao hẳn không phải mộng du tự bỏ lên chứ cô thấy căng thẳng lại càng kéo chặt tấm chắn đang đắp tấm chăn là áo của tổ tông liêu đình nhạn cảm thấy mình hết nhây nổi nữa sắp chết mất rồi dưới ánh mắt thay đổi thất thường của tổ tông cô bỏ áo hắn xuống phủi phủi giúp hắn sau đó thành khẩn nhận tội sư tổ thứ tội tư mã tiêu ngồi ở đó như con rắn đang lựa người để cắn nuốt không phải thứ đội lốt rắn như con mãng xà đen mà là rắn độc đáng sợ. Hắn dùng giọng điệu sắp lên cơn giết người khen ngợi cô, ngươi thật sự rất to gan. Liêu đình nhạn, dí, tên tổ tông này hình như khen nói cô to gan lần thứ hai rồi, mà hắn nhìn sao ra được vậy chứ. Cô mà to gan thật sự thì lúc này chả có cảm giác muốn đi toilet như vậy đâu. Từ mã tiêu nhìn dáng vẻ bí bách không hề giả chân của Liêu Đình Nhạn, ánh mắt nguội lạnh. Diễn xuất tệ hắn không thích, diễn xuất tuyệt hảo như vậy hắn càng không thích, rất muốn ra tay siêu độ một phen. Thế là hắn cất lên câu hỏi chết người, người đến đây làm gì? Liêu Đình Nhạn ngập ngừng một lúc, cuối cùng lựa chọn đáp án tiêu chuẩn trong sách đáp án, đệ tử đến để phụng sự sư tổ. Từ mã tiêu không hề bất ngờ, nhấc ngón tay gõ lên giữa mi cô, lại hỏi, trả lời ta, ngươi đến đây làm gì? Liêu Đình Nhạn, đến nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc. Nói ngắn gọn là nghỉ mát. Liêu Đình Nhạn, a a à, a à, cái gì vậy? Sao lời ra tới miệng lại thành khác rồi? Nhất định là thằng ông nội này bày trò, thế giới huyền huyễn hại mình rồi. Không ngờ còn có cái trò bắp nói thật. Từ Mã Tiêu vốn nghĩ mình sẽ nghe thấy âm mưu quỷ kế gì đó, kết quả lại là mấy câu trả chút liên quan, hắn ngớ người, mặt mũi hơi bất ngờ khác thường. Không kiềm được lại hỏi lần nữa, Liêu Đình nhạn lại trả lời y như cũ. Từ Mã Tiêu rất tin vào năng lực của mình, với sức mạnh dòng máu của hắn, không ai có thể nói dối trước mặt hắn, ít nhất cái người trước mặt tuyệt đối không thể, vậy nên lời cô ta nói ra chính là sự thật. Nhưng mà cái sự thật thế này mới càng làm hắn cạn lời vô đối. Nghe xem cô ta đang nói tiếng người sao? Trước đây hắn nghe nói người của ma vực tu ma tới hư cả não, lúc trước còn nghĩ là đặt điều, chỉ vì chính tà không đội trời chung mà tu sĩ chính đạo bị đặt ra, đến bây giờ hắn mới thật sự đã có chút tin tưởng. Ngành ngang chạy tới đây thư giãn, chỗ hắn ở đây là hang hùng động rắn, đám già bên canh thần tiên phủ còn sợ chết khiếp, người của ma vực nếu không lên cơn cũng không có chuyện tới đây thư giãn. Hắn vẫn còn hoài nghi, vậy nên đi đến cạnh Liêu Đình Nhạn, bóp lấy cầm cô, đến gần nhìn vào mắt cô hỏi, ngươi không muốn giết ta sao? Nếu là người của ma vực thì nhiệm vụ duy nhất hẳn là chuyện này. Liêu Đình Nhạn cứng đờ cả mặt, lắc đầu phun ra hai chữ, không muốn. Lại là cái câu hỏi hóc búa gì nữa đây? Từ mã tiêu càng khó hiểu hơn, sao ngươi lại không muốn giết ta? Liêu Đình Nhạn thật sự cảm thấy tên tổ tông này thật sự thần kinh, nghe xem hắn đang nói tiếng người sao. Sao cô lại muốn giết hắn? Cô chẳng qua chỉ là con cá muối vô tội thôi, tu sáu thấp lè tè như vậy, nghĩ quẩn đi giết hắn hay gì? Hắn mắc chứng ảo tưởng bị hại hà. Chắc là tu luyện tẩu hỏa nhập ma hư não mới bị nhốt ở đây quá. Trong đầu cô đang ầm ĩ cả lên, miệng lại lý nhí, trả lời câu hỏi gần như là tự độc thoại đó của tư mã tiêu. Vì không thù không oán, vô duyên vô cớ tại sao không muốn giết hắn bởi vì không thù không oán vô duyên vô cớ vẻ mặt tư mã tiêu nhìn cô lại thay đổi dường như hắn nhớ lại ký ức gì đó không hay sắc mặt thoáng có chút dữ tợn chuyện giết người trên đời này không cần thù oán cũng không cần lý do liêu đình nhạn nói sao đây tôi là công dân tuân thủ pháp luật lớn lên trong xã hội có luật pháp thế giới quan được thiết lập là không chấp nhận như vậy sát khí trên người tư mã tiêu sắp tràn ra tới nơi ví dụ như bây giờ không thù không oán vô duyên vô cớ ta cứ muốn giết ngươi ngươi thấy sao miệng mồm liêu đình nhạn lại tiếp tục không khống chế được tôi thấy cũng được dù gì tôi cũng đánh không lại anh liêu đình nhạn nói xong câu này cũng dối cả lên cái bắp nói thật này chừng nào mới giải được vậy cho cô cơ hội xin tha mạng đi được không lỡ nghe xong câu này thằng ông nội này thẳng thừng cho cô một trường thì chẳng phải đi đời luôn sao. Nếu có thể không chết cô vẫn muốn ra sức giành lấy cơ hội sống sót. Từ mã tiêu đã nhấc tay lên cả rồi, lại đột nhiên dần dần bỏ xuống. Người muốn chết, ta lại hết muốn giết rồi. Ha! Anh là trẻ dậy thì cấp 2 hả? Tư tưởng của cái tên tổ tông nghi là đầu óc có vấn đề này hết sức linh động. Ba hồi đòi giết người, ba hồi lại không giết, không những không giết, Hắn thậm chí còn nói với Liêu Đình Nhạn, "Sau này ngươi tới đây hầu hạ." Liêu Đình Nhạn cự tuyệt trong lòng nhưng chả ai cự tuyệt được tổ tông, hiện tại người chính là xếp lớn của cô, vì mạng sống chỉ có thể đầu hàng. Cấp trên bắt cô sửa một bản kế hoạch 10 lần, cô có không đồng ý thì cũng phải sửa đó thôi, tổ tông bắt cô tới làm việc, cô có không muốn thì cũng phải tới còn gì. Vậy là cô lại khi không trở thành đồng nghiệp của Mãng Xà Đen đồng thời cũng trở thành người duy nhất thành công tiếp cận sư tổ trong Girl Group 100. Hương 7, Hamster leo cầu thang Nửa tháng trôi qua, số lượng thành viên của Girl Group 100 đã giảm đi đáng kể, nhắm chừng chỉ còn một nửa số người. Phe làm vợ bé sư tổ, tích cực nhất cũng chỉ còn hai ba móng. Phe trưởng môn làm đệ tử sư tổ lôi kéo hắn, có cơ hội thì dứt hắn, vẫn còn mười mấy người vẫn đang chiến đấu kịch liệt, số lượng người còn lại nhiều nhất là phe tôi hoang mang ghê tới đâu thì tới, đến phụng dưỡng cho sư tổ nhưng chả biết mỗi ngày mình đang làm gì, đến giờ vẫn còn 30 người, suốt ngày thấp thỏm lo âu. Những người đã chết ở hai phe trước đa số đều là người đến dâng cơm tận miệng, vì tích cực quá thành ra dâng luôn mạng, phần còn lại là người vô tình tìm đến cái chết, bị tên sư tổ suốt ngày sáu vu khắp nơi trừ khử, cả Tam Thánh Sơn giống hệt như một đấu trường sinh tử. Một kẻ giết người điên cuồng đối đầu với 100 người. 50 người còn lại hiện giờ ngày ngày phải nhìn số lượng người xung quanh không ngừng giảm xuống, đối mặt với nguy cơ thiệt mạng cao, tất cả đều có vẻ tiểu tụy và sợ hãi. Không ai trong số họ biết rằng sẽ gặp cái tên sư tổ khát máu thích giết người kia rồi chết dưới tay hắn ở đâu và khi nào. Ở đây bọn họ không thể dùng được linh lực, ngay cả việc tự bảo vệ mình cũng không làm được, hơn nữa người phải đối mặt là sư tổ dù cho bọn họ dùng được linh lực thì ở trước mặt sư tổ, bọn họ có lẽ cũng chỉ là loài sâu bỏ, điều này càng làm cho tâm lý họ nặng nề hơn. Tư mã tiêu cực kỳ nhạy cảm với những cảm xúc của con người, hắn có thể dễ dàng nhận ra tất cả các cảm giác tiêu cực như sợ hãi, ganh ghét, ganh tị, tham lam, thêm vào năng lực đặc biệt của tư mã thị, chân ngôn chi thể thì dường như hắn có thể nhìn thấu tất cả mọi người. Con không muốn đi gặp sư tổ đâu, sư thúc, tha cho con đi. Mộc nghe xanh đóng vai trò là người đầu tiên dẫn đầu cả bọn. Lúc này vẻ mặt hơi khó chịu nhìn nữ tử đang khóc lóc quỳ trước mặt. Người nói cái gì? Trước đây không phải chính người cầu xin được tới hầu hạ sư tổ sao? Nữ tử hết sức hối hận. Con không muốn nữa, sư thúc, con sợ rồi. Có phải sư tổ đã tẩu hòa nhập ma rồi không? Nếu không thì sao sư tổ lại tàn sát các đệ tử trong tông môn mình như vậy? Sư tổ giết được các vị sư thúc sư tỷ thì cũng sẽ giết con. Cô tận mắt thấy hai vị sư tỷ của mình đang tính đường tháo chạy khỏi Tam Thánh Sơn, đã nổ tan xác trên đài Cẩm Thạch rộng rãi sạch sẽ kia. Ở đây ngoài sư tổ ra còn ai có thể làm vậy? Trước đây hắn luôn tùy tiện giết người, nhất định là hắn, vị sư tổ nhẫn tâm tàn sát này vốn dĩ không giống như nàng tưởng tượng. Nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt nàng, Mộc Nghe xanh sầm mặt hất tay áo nếu đã sợ thì đừng đi theo ta nữa. Ta đã nói từ sớm rồi, ta đến vì sư tổ, một khi sư tổ chưa thu nhận ta thì ta sẽ không bỏ cuộc, cái đám nhát như thỏ đế các ngươi, một chút thử thách nhỏ thế này cũng chịu không được thì làm sao lọt vào pháp nhãn của sư tổ. Mộc Nghê Xanh là con cháu của hệ tộc trường môn, biết nhiều hơn so với người khác. Bởi vì bẩm sinh có tư chất, Mộc Nghê Xanh từ nhỏ đã lớn lên dưới chướng của trường môn, được chính trưởng môn dạy bảo, vì vậy nàng thường thấy trưởng môn lo lắng trông ra Tam Thánh Sơn đằng xa. Ngay từ khi nàng mới sinh ra thì đã biết, có một vị sư tổ trong Tam Thánh Sơn, sự tồn tại của ngài có liên quan đến sự tồn tại mấy trăm ngàn năm của canh thần tiên phủ và nàng chính là người mà trưởng môn dạy dỗ đặc biệt để dành cho vị sư tổ này. Trưởng môn hy vọng rằng sẽ có một ngày nàng sẽ trở thành đệ tử của sư tổ dù cho không thể là đệ tử thì chỉ cần được ở bên cạnh phụng dưỡng cho hắn là đủ rồi. Nếu như ngươi được sư tổ để ý thì có thể cứu vãn được canh thần tiên phủ, bằng không e rằng canh thần tiên phủ chúng ta sẽ diệt vong dưới tay hắn. Trưởng môn đã từng nói với nàng như thế. Mộc nghe xanh được nghe trưởng môn kể về huyết mạch tộc Phụng Sơn của sư tổ từ tạng đạo quân, biết được điều kiêng kỵ từ lúc sinh ra của hắn, biết được bi kịch trước kia mà hắn tạo ra, biết được tính cách của hắn, nàng tự tin rằng nàng hiểu sư tổ hơn bất cứ ai ở đây. Nàng cảm thấy bản thân mình cũng được sư tổ nhìn bằng con mắt khác. Trong những ngày này, sư tổ thường tự tay động thủ giết người, ngay cả đối thủ đáng gờm nhất là Vân Tịch Nguyệt cũng đã bị giết, chỉ còn mình nàng vẫn sống sót. Mỗi ngày nàng đều đến tháp trung tâm, đứng chờ sư tổ trước cánh cửa không còn mở ra nữa nàng đã vài lần đụng mặt với sư tổ nhưng cũng chẳng vội nịnh nọt mà dùng sự thành tâm của bản thân để gây ấn tượng với sư tổ để hắn thấy được tấm chân tình của nàng trưởng môn đã từng nói trước mặt sư tổ cố che giấu bản thân mình là điều vô dụng nàng chỉ có thể dùng sự thành kính khiêm tốn để biểu lộ của ý muốn của mình với hắn mộc nghe xanh làm theo sau đó nàng phát hiện sư tổ chẳng giống một người khát máu mà người khác tưởng tượng hắn không bao giờ tùy tiện giết người nếu hắn giết người thì ắt hẳn người đó đã làm cái gì đó, mà nàng không có ý nghĩ như bọn họ. Mặc dù sư tổ thấy nàng quỳ gối dưới tháp, hắn chỉ mặc kệ mọi chuyện chứ chẳng làm gì nàng. Mộc nghe xanh ngày càng quyết tâm với ý nghĩ của mình hơn, chỉ cần nàng tiếp tục kiên trì, sẽ có lúc sư tổ bị nàng làm cho cảm động. Những người ban đầu kiên trì với nàng, bây giờ không muốn cùng nàng ngày ngày đến quỳ dưới tháp trung tâm đợi nữa, chỉ vì sư tổ nhìn thấy họ dường như rất chướng tai gai mắt, đôi lúc còn động thủ giết một hai người, như vậy thì ai còn dám đi cùng nữa, chỉ còn một mình Mộc Nghê sinh vẫn ngày ngày kiên trì đến đó. Hôm nay, nàng đến tháp trung tâm như thường lệ, thẳng lưng quỳ trước cánh cửa đang đóng rất chặt. Liêu Đình nhạn đến tháp trung tâm với tâm trạng chán nản vào thứ hai thì nhìn thấy leader của Girl Group 100 đang quỳ ở đó, đôi lúc lại nói lớn, đệ tử đến để phụng dưỡng sư tổ xin sư tổ hãy thu nhận đệ tử. Liêu Đình Nhạn, quả là một dũng sĩ, cô chịu không nổi nên trốn ở một nơi xa xa để tận hưởng kỳ nghỉ mát của mình. Thế mà bà chị này lại chủ động đến gặp tên sư tổ nắng mưa thất thường kia. Cái tâm lý dị hợm gì đây, hèn chi người ta làm được leader, cái suy nghĩ này quả là không thể hiểu được. Nếu như có thể hoán đổi với nàng ta thì hay biết mấy, để nàng đi mà phụng dưỡng cho sư tổ kia. Nhưng mà đó chỉ là cô nghĩ thôi, chuyện này không phải do cô quyết định. Sư tổ gọi cô đến, dù cho là đến nộp mạng thì cô cũng phải đến. Đời thật là khốn nạn, người cầu thì không có, không cần có thì không cầu mà có. Tiếng bước chân của cô đã thu hút sự chú ý của leader, nàng quay lại nhìn cô, từ ánh mắt chân thành ban đầu biến hẳn nên lạnh lùng, khinh thường. Người vẫn chưa chết, ban đầu Lưu Đình Nhạn còn muốn chào hỏi nhưng giờ thì hết rồi. Mấy người này chả biết làm sao, cứ gặp cô đều nói câu như thế. Chết, không có đâu, cô vẫn có thể nhây tiếp. Thấy cô bước thẳng đến cổng tháp trung tâm, Mộc Nghe xanh thoáng chút bất ngờ, ngay lập tức rè biểu. Dù cho con người này có thể nhây đến giờ, hôm nay e rằng rồi cũng sẽ chết dưới tháp này. Nàng chẳng ngăn Lưu Đình Nhạn mà dùng ánh mắt lạnh nhạt xem cô chết như thế nào mấy ngày nay những người đường đột đến gần tháp trung tâm đều đã chết chỉ có duy nhất mình nàng dám đứng ở đấy mộc nghe xanh ngầm tự hào trong lòng liêu đình nhạn từng bước từng bước đi tới cổng cảm thấy có chút nan dài tuy rằng tổ tông gọi cô đến nhận việc nhưng thẻ nhân viên thì chẳng đưa bây giờ không vào cổng được cô thầm nghĩ về hậu quả của việc quay về ngủ bây giờ nên đành giơ tay lên gõ cửa mộc nghe xanh ở phía sau cười nhạo tháp trung tâm nơi sư tổ ở bộ ai gõ cũng mở sao. Cửa mở ra rồi. Nhìn liêu đình nhạn ung dung bước vào cổng, nụ cười kiêu ngạo và khinh thường trên mặt mộc nghe xanh tức khắc đông cứng lại. Chuyện gì vậy? Cô ta bước vào rồi. Cánh cửa đó gõ là mở ra sao? Chẳng phải từ khi Vân Tịch Nguyệt đến chọc giận sư tổ thì cánh cửa chưa từng tùy tiện mở ra nữa sao? À đệ tử ban nãy sao lại vào được? Mộc Nghe Xanh nghĩ đến những người đến gần đã chết trước đó, lại nghĩ về Lưu Đình Nhạn vừa bước vào ngay trước mắt mình, giận sôi cả máu rồi đột nhiên đứng lên chạy thẳng về trước. Mới nãy còn tưởng là mình rất đặc biệt nhưng đột nhiên bị lật kèo, làm sao mà chịu được, lập tức muốn đi cùng vào trong để xem Lưu Đình Nhạn làm cái quái gì. Ngay khi nàng bước vào tháp trung tâm, một tiếng la thảm thiết đột một vang lên trên không rồi nổ tan xác thành một màn mưa đẫm máu. Két! Liêu đình nhạn sờn da gà quay đầu lại nhìn, chị gái ban nãy vừa kêu la thảm thiết bên ngoài phải không? Nhưng cánh cửa đã đóng lại rồi, cô không thể nhìn thấy được bên ngoài. Đứng phía trên cầu thang là lão tổ tông với khuôn mặt vô cảm như một bóng ma, thấy vẻ mặt của Liêu đình nhạn, hắn cười nhạt, đứa bên ngoài chết rồi. Người biết tại sao ta giết à không? Hắn quay người bên lên cầu thang, Liêu đình nhạn chỉ đành nuốt nước bọt, ngậm ngùi mà đi theo. Những người khác mà ta giết đa phần đều tham lam, ngu ngốc và có dã tâm, nhìn chướng mắt nên giết nhưng ả à, vừa rồi thì không, ả à, ta chẳng có gì cả. Một con dối được cố tình huấn luyện ra đương nhiên là không có gì cả. So với những kẻ tham lam lộ ra mặt kia thì ta thấy con rối không não và vô nhân cách này càng đáng ghét hơn. Giết ả à, ta cũng chẳng thấy hứng thú, nhưng mà ả à, ồn ào quá, làm ta cảm thấy hơi phiền. Chả biết hắn lấy hứng thú đâu ra mà nói với Liêu Đình Nhạn những chuyện này, đích thân xuống dẫn cô đi lên lầu, còn tỏ ra vẻ mặt rất dễ gần. Lần đầu Liêu Đình Nhạn đến đây, lết 5 lầu đã bí đường, nhưng lần này đi theo tổ tông, cô đi lên, tiếp tục đi lên, lết 12 lầu vẫn chưa có điểm dừng. Quá mệt, mệt như chó, cái thân thể yếu ớt này mở miệng ra xưng là người tu tiên không cảm thấy mất mặt sao? nỗi sợ khi đối diện với tổ tông và sự buồn nôn khi thấy người chết ban đầu đã tan hết sau khi lết xong 10 tầng lầu, cô chỉ còn thấy rất mệt, sắp kiệt sức rồi. Ở trong tòa tháp này hình như khó chịu hơn ở ngoài. Tổ tông vẫn cứ thong thả bước tiếp, không thèm quay đầu nhìn lại, liêu đình nhạn nắm lấy tay vịn rồi bỏ lên như một con rùa, vẫn thường nhìn lên tổ tông, tóc hắn vừa đen vừa dài, y phục vẫn như ban đầu. Liêu đình nhạn nghi ngờ hắn chưa từng thay y phục, nếu như vậy cái vạt áo lê lết dưới sàn đáng lẽ phải dơ lắm chứ. Đúng là đồ màu đen thì đỡ bị dơ hẳn. Vừa đúng lúc tư mã tiêu quay đầu lại nhìn cô. Liêu đình nhạn căng cả mặt, đợi đã, hắn biết bắp nói thật, chắc không biết đọc suy nghĩ đâu nhỉ. Trong lòng cô thấp thỏm lo lắng như khi vừa mới tốt nghiệp đến công ty đầu tiên để phỏng vấn vậy. Hôm nay người nhát hơn hôm qua, sợ tới mức này. Liêu đình nhạn lao đống mồ hôi, trong lòng vẫn ổn, sợ thì hôm qua vẫn sợ hơn, hôm nay ra nhiều mồ hôi vậy, mệt là chủ yếu. Người sợ lắm sao? Miệng liêu đình nhạn lại tự giác hành động mà trả lời, không sợ, chỉ là leo thang mệt thôi. Thằng ông nội này lại dùng bắp nói thật. Cái bắp nói thật này lẽ nào thấy câu nghi vấn thì mặc định ép trả lời sao? Vẻ mặt tư mã tiêu có phần hơi khó hiểu. Mệt mấy tầng vậy thôi sao người ma vực yếu quá đi mất liêu đình nhạn thấy rõ được sự khinh thường trong mắt của tổ tông lần đầu tiên cô mới thấy được cái cảm xúc rõ ra mặt và dễ hiểu như vậy trên khuôn mặt hắn lại leo thêm năm lầu liêu đình nhạn liệt người rồi cô tưởng rằng mình sắp bị giết bởi ông tổ tông thiếu kiên nhẫn này nhưng tổ tông này cũng có ý nhường nhịn cô đứng sang một bên đời dường như đang xem cô có thể cố gắng leo được thêm bao nhiêu lầu Liêu Đình Nhạn từ từ lết lên, cảm thấy ông tổ tông này giống như một kẻ nhàn rỗi đứng xem con chuột hamster leo thang để giết thời gian vậy. Cuối cùng cũng lết được lên đến tầng 22. Ở đây vẫn là một không gian trống trải, mênh mông và được đóng kín. Thứ thu hút sự chú ý nhất chính là ngọn lửa đang bốc cháy trên một bông sen đỏ, soi sáng cả cái không gian này. chương 7, Hamster leo cầu thang Nửa tháng trôi qua, số lượng thành viên của Gun Group 100 đã giảm đi đáng kể, chỉ còn lại khoảng một nửa. Phe làm vợ bé sư tổ, nhiệt tình nhất cũng chỉ còn lại hai ba người. Phe trưởng môn làm đệ tử sư tổ, lôi kéo hắn, có cơ hội thì dứt hắn, vẫn còn mười mấy người chiến đấu kịch liệt, trong khi đông đảo nhất là phe tôi hoang mang ghê, tới đâu thì tới. Với 30 người còn lại phụng dưỡng sư tổ mà không biết mỗi ngày mình đang làm gì, luôn thấp thỏm lo âu. Những người đã chết ở hai phe trước phần lớn là những người tích cực đến dâng cơm tận miệng, vì quá nhiệt tình mà dâng luôn mạng. Phần còn lại là những người vô tình tìm đến cái chết, bị sư tổ trừ khử khi đang sáu vu khắp nơi. Tam Thánh Sơn giống hệt như một đấu trường sinh tử, với một kẻ giết người điên cuồng đối đầu với một trăm người. Năm mươi người còn lại hiện giờ ngày ngày phải chứng kiến số lượng người xung quanh không ngừng giảm xuống, đối mặt với nguy cơ thiệt mạng cao tất cả đều tiểu tụy và sợ hãi. Không ai biết rằng mình sẽ gặp sư tổ khát máu kia ở đâu và khi nào để rồi chết dưới tay hắn. Ở đây, họ không thể sử dụng linh lực, ngay cả việc tự bảo vệ mình cũng không làm được. Hơn nữa, người mà họ phải đối mặt là sư tổ. Dù có thể sử dụng linh lực, trước mặt sư tổ, họ cũng chỉ là loài sâu bọ, điều này càng làm tâm lý họ thêm nặng nề. Tư mã tiêu cực kỳ nhạy cảm với cảm xúc của con người. Hắn dễ dàng nhận ra tất cả các cảm giác tiêu cực như sợ hãi, ganh ghét, đố kỵ, tham lam. Thêm vào đó, với năng lực đặc biệt của tư mã thị, chân ngôn chi thể, hắn dường như có thể nhìn thấu mọi người. Con không muốn đi gặp sư tổ đâu, sư thúc, tha cho con đi. Mộc nghe xanh, người dẫn đầu cả nhóm, lúc này vẻ mặt hơi khó chịu nhìn nữ tử đang khóc lóc quỳ trước mặt. Người nói cái gì? trước đây không phải chính người cầu xin được tới hầu hạ sư tổ sao? Nữ tử hết sức hối hận, con không muốn nữa, sư thúc, con sợ rồi. Có phải sư tổ đã tẩu hỏa nhập ma không? Nếu không thì sao sư tổ lại tàn sát các đệ tử trong tông môn như vậy? Sư tổ giết được các vị sư thúc sư tỷ, thì cũng sẽ giết con. Cô tận mắt thấy hai vị sư tỷ của mình tính đường tháo chạy khỏi Tam Thánh Sơn, đã nổ tan xác trên đài cẩm thạch rộng rãi ở đây ngoài sư tổ ra còn ai có thể làm vậy trước đây hắn luôn tùy tiện giết người nhất định là hắn vị sư tổ nhẫn tâm tàn sát này vốn không giống như nàng tưởng tượng nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt nàng mộc nghe xanh sầm mặt hất tay áo nếu đã sợ thì đừng đi theo ta nữa ta đã nói từ sớm rồi ta đến vì sư tổ một khi sư tổ chưa thu nhận ta thì ta sẽ không bỏ cuộc các ngươi nhát như thỏ đế chút thử thách nhỏ thế này cũng chịu không nổi thì làm sao lọt vào pháp nhãn của sư tổ. Mộc Nghe Xanh là con cháu của hệ tộc trường môn, biết nhiều hơn so với người khác. Với tư chất bẩm sinh, từ nhỏ nàng đã lớn lên dưới trướng của trường môn, được chính trường môn dạy bảo. Nàng thường thấy trường môn lo lắng nhìn về Tam Thánh Sơn đằng xa. Ngay từ khi nàng mới sinh ra, nàng đã biết về sự tồn tại của sư tổ trong Tam Thánh Sơn, người có liên quan đến sự tồn tại hàng trăm ngàn năm của canh thần tiên phủ. Nàng được trường môn dạy dỗ đặc biệt để dành cho vị sư tổ này. Trường môn hy vọng một ngày nào đó nàng sẽ trở thành đệ tử của sư tổ. Dù không thể làm đệ tử thì chỉ cần được ở bên cạnh phụng dưỡng cho hắn là đủ rồi. Nếu như ngươi được sư tổ để ý thì có thể cứu vãn được canh thần tiên phủ, bằng không e rằng canh thần tiên phủ chúng ta sẽ diệt vong dưới tay hắn. Trường môn đã từng nói với nàng như thế. Mộc nghe xanh được nghe trưởng môn kể về huyết mạch tộc Phụng Sơn của sư tổ từ tạng đạo quân, biết được điều kiêng kỵ từ lúc sinh ra của hắn, biết được bi kịch trước kia mà hắn tạo ra, biết được tính cách của hắn, nàng tự tin rằng nàng hiểu sư tổ hơn bất cứ ai ở đây. Nàng cảm thấy bản thân mình cũng được sư tổ nhìn bằng con mắt khác. Trong những ngày này, sư tổ thường tự tay động thủ giết người, ngay cả đối thủ đáng gờm nhất là Vân Tịch Nguyệt cũng đã bị giết, chỉ còn mình nàng vẫn sống sót. Mỗi ngày nàng đều đến tháp trung tâm, đứng chờ sư tổ trước cánh cửa không còn mở ra nữa. Nàng đã vài lần đụng mặt với sư tổ nhưng cũng chẳng vội nịnh nọt mà dùng sự thành tâm của bản thân để gây ấn tượng với sư tổ, để hắn thấy được tấm chân tình của nàng. Trưởng môn đã từng nói, trước mặt sư tổ, cố che giấu bản thân mình là điều vô dụng nàng chỉ có thể dùng sự thành kính khiêm tốn để biểu lộ của ý muốn của mình với hắn mộc nghe xanh làm theo sau đó nàng phát hiện sư tổ chẳng giống một người khát máu mà người khác tưởng tượng hắn không bao giờ tùy tiện giết người nếu hắn giết người thì ắt hẳn người đó đã làm cái gì đó mà nàng không có ý nghĩ như bọn họ mặc dù sư tổ thấy nàng quỳ gối dưới tháp hắn chỉ mặc kệ mọi chuyện chứ chẳng làm gì nàng mộc nghe xanh ngày càng quyết tâm với ý nghĩ của mình hơn chỉ cần nàng tiếp tục kiên trì, sẽ có lúc sư tổ bị nàng làm cho cảm động. Những người ban đầu kiên trì với nàng, bây giờ không muốn cùng nàng ngày ngày đến quỳ dưới tháp trung tâm đợi nữa. Chỉ vì sư tổ nhìn thấy họ dường như rất chướng tai gai mắt, đôi lúc còn động thủ giết một hai người. Như vậy thì ai còn dám đi cùng nữa, chỉ còn một mình mộc nghê xanh vẫn ngày ngày kiên trì đến đó. Hôm nay, nàng đến tháp trung tâm như thường lệ, thẳng lưng quỳ trước cánh cửa đang đóng rất chặt. Liêu Đình Nhạn đến tháp trung tâm với tâm trạng chán nản vào thứ hai thì nhìn thấy leader của G Group 100 đang quỳ ở đó, đôi lúc lại nói lớn, đệ tử đến để phụng dưỡng sư tổ, xin sư tổ hãy thu nhận đệ tử. Liêu Đình Nhạn, quả là một dũng sĩ, cô chịu không nổi nên trốn ở một nơi xa xa để tận hưởng kỳ nghỉ mát của mình, thế mà bà chị này lại chủ động đến gặp tên sư tổ nắng mưa thất thường kia, cái tâm lý dị hợm gì đây, hèn chi người ta làm được leader. Cái suy nghĩ này quả là không thể hiểu được. Nếu như có thể hoán đổi với nàng ta thì hay biết mấy, để nàng đi mà phụng dưỡng cho sư tổ kia. Nhưng mà đó chỉ là cô nghĩ thôi, chuyện này không phải do cô quyết định. Sư tổ gọi cô đến, dù cho là đến nộp mạng thì cô cũng phải đến. Đời thật là khốn nạn, người cầu thì không có, không cần có thì không cầu mà có. Tiếng bước chân của cô đã thu hút sự chú ý của leader nàng quay lại nhìn cô, từ ánh mắt chân thành ban đầu biến hẳn nên lạnh lùng, khinh thường. Người vẫn chưa chết. Ban đầu Lưu Đình Nhạn còn muốn chào hỏi nhưng giờ thì hết rồi. Mấy người này chả biết làm sao, cứ gặp cô đều nói câu như thế. Chết, không có đâu, cô vẫn có thể nhây tiếp. Thấy cô bước thẳng đến cổng tháp trung tâm, mộc nghe xanh thoáng chút bất ngờ, ngay lập tức dè biểu. Dù cho con người này có thể nhây đến giờ, hôm nay e rằng rồi cũng sẽ chết dưới tháp này nàng chẳng ngăn liêu đình nhạn mà dùng ánh mắt lạnh nhạt xem cô chết như thế nào mấy ngày nay những người đường đột đến gần tháp trung tâm đều đã chết chỉ có duy nhất mình nàng dám đứng ở đấy mộc nghe xanh ngầm tự hào trong lòng liêu đình nhạn từng bước từng bước đi tới cổng cảm thấy có chút nan dài tuy rằng tổ tông gọi cô đến nhận việc nhưng thẻ nhân viên thì chẳng đưa bây giờ không vào cổng được cô thầm nghĩ về hậu quả của việc quay về ngủ bây giờ nên đành giơ tay lên gõ cửa mộc nghe xanh ở phía sau cười nhạo tháp trung tâm nơi sư tổ ở bộ ai gõ cũng mở sao cửa mở ra rồi nhìn liêu đình nhạn ung dung bước vào cổng nụ cười kiêu ngạo và khinh thường trên mặt mộc nghe xanh tức khắc đông cứng lại chuyện gì vậy cô ta bước vào rồi cánh cửa đó gõ là mở ra sao Chẳng phải từ khi Vân Tịch Nguyệt đến chọc giận sư tổ thì cánh cửa chưa từng tùy tiện mở ra nữa sao? À đệ tử ban nãy sao lại vào được? Mộc nghe xanh nghĩ đến những người đến gần đã chết trước đó, lại nghĩ về Lưu Đình Nhạn vừa bước vào ngay trước mắt mình, giận sôi cả máu rồi đột nhiên đứng lên chạy thẳng về trước. Mới nãy còn tưởng là mình rất đặc biệt nhưng đột nhiên bị lật kèo, làm sao mà chịu được, lập tức muốn đi cùng vào trong để xem Lưu Đình Nhạn làm cái quái gì. Ngay khi nàng bước vào tháp trung tâm, một tiếng la thảm thiết đột một vang lên trên không rồi nổ tan xác thành một màn mưa đẫm máu. Két! Liêu đình nhạn sờn ra gà quay đầu lại nhìn, chị gái ban nãy vừa kêu la thảm thiết bên ngoài phải không? Nhưng cánh cửa đã đóng lại rồi, cô không thể nhìn thấy được bên ngoài. Đứng phía trên cầu thang là lão tổ tông với khuôn mặt vô cảm như một bóng ma, thấy vẻ mặt của Liêu Đình Nhạn, hắn cười nhạt, đứa bên ngoài chết rồi. Người biết tại sao ta giết ả à không?" Hắn quay người bên lên cầu thang, Liêu Đình Nhạn chỉ đành nuốt nước bọt, ngậm ngùi mà đi theo. Những người khác mà ta giết đa phần đều tham lam, ngu ngốc và có dã tâm, nhìn chướng mắt nên giết nhưng ả à vừa rồi thì không. Ả à ta chẳng có gì cả. Một con rối được cố tình huấn luyện ra đương nhiên là không có gì cả. So với những kẻ tham lam lộ ra mặt kia thì ta thấy con rối không não và vô nhân cách này càng đáng ghét hơn giết à ta cũng chẳng thấy hứng thú, nhưng mà ả à ồn ào quá, làm ta cảm thấy hơi phiền. Chả biết hắn lấy hứng thú đâu ra mà nói với Liêu Đình Nhạn những chuyện này, đích thân xuống dẫn cô đi lên lầu, còn tỏ ra vẻ mặt rất dễ gần. Lần đầu Liêu Đình Nhạn đến đây, lết năm lầu đã bí đường nhưng lần này đi theo tổ tông, cô đi lên, tiếp tục đi lên, lết 12 lầu vẫn chưa có điểm dừng. Quá mệt, mệt như chó, cái thân thể yếu ớt này mở miệng ra xưng là người tu tiên không cảm thấy mất mặt sao? Nỗi sợ khi đối diện với tổ tông và sự buồn nôn khi thấy người chết ban đầu đã tan hết sau khi lết xong 10 tầng lầu, cô chỉ còn thấy rất mệt, sắp kiệt sức rồi. Ở trong tòa tháp này hình như khó chịu hơn ở ngoài. Tổ tông vẫn cứ thong thả bước tiếp, không thèm quay đầu nhìn lại, liêu đình nhạn nắm lấy tay vịn rồi bỏ lên như một con rùa, vẫn thường nhìn lên tổ tông, tóc hắn vừa đen vừa dài, y phục vẫn như ban đầu. Liêu đình nhạn nghi ngờ hắn chưa từng thay y phục, nếu như vậy cái vạt áo lê lết dưới sàn đáng lẽ phải dơ lắm chứ. Đúng là đồ màu đen thì đỡ bị dơ hẳn. Vừa đúng lúc tư mã tiêu quay đầu lại nhìn cô. Liêu đình nhạn căng cả mặt, đợi đã, hắn biết bắp nói thật, chắc không biết đọc suy nghĩ đâu nhỉ. Trong lòng cô thấp thỏm lo lắng như khi vừa mới tốt nghiệp đến công ty đầu tiên để phỏng vấn vậy hôm nay người nhát hơn hôm qua sợ tới mức này liêu đình nhạn lao đống mồ hôi trong lòng vẫn ổn sợ thì hôm qua vẫn sợ hơn hôm nay ra nhiều mồ hôi vậy mệt là chủ yếu người sợ lắm sao miệng liêu đình nhạn lại tự giác hành động mà trả lời không sợ chỉ là leo thang mệt thôi thằng ông nội này lại dùng bắp nói thật cái bắp nói thật này lẽ nào thấy câu nghi vấn thì mặc định ép trả lời sao vẻ mặt tư mã tiêu có phần hơi khó hiểu mệt mấy tầng vậy thôi sao người ma vực yếu quá đi mất liêu đình nhạn thấy rõ được sự khinh thường trong mắt của tổ tông lần đầu tiên cô mới thấy được cái cảm xúc rõ ra mặt và dễ hiểu như vậy trên khuôn mặt hắn lại leo thêm năm lầu liêu đình nhạn liệt người rồi cô tưởng rằng mình sắp bị giết bởi ông tổ tông thiếu kiên nhẫn này nhưng tổ tông này cũng có ý nhường nhịn cô đứng sang một bên đợi, dường như đang xem cô có thể cố gắng leo được thêm bao nhiêu lầu. Liêu Đình Nhạn từ từ lết lên, cảm thấy ông tổ tông này giống như một kẻ nhàn rỗi đứng xem con chuột hamster leo thang để giết thời gian vậy. Cuối cùng cũng lết được lên đến tầng 22. Ở đây vẫn là một không gian trống trải, mênh mông và được đóng kín, thứ thu hút sự chú ý nhất chính là ngọn lửa đang bốc cháy trên một bông sen đỏ, soi sáng cả cái không gian này. Chương 8, nhiệm vụ tưới hoa. Liêu Đình Nhạn bị thu hút bởi ngọn lửa đỏ kia, đó thật sự là một ngọn lửa rất đẹp đẽ, cứ như có ma lực vậy. Cô cứ đắm đuối ngắm mê mệt, sau gáy đột nhiên lạnh lên, giật thoát cả mình mới hoàn hồn lại. Từ Mã Tiêu đặt tay lên gáy cô, nhiệt độ lạnh băng như người chết. Hắn ấn lấy gáy cô, hơi dắt lên trước, Liêu Đình Nhạn chỉ đành cứng đờ cổ, bị đẩy tới phía trước ngọn lửa sen đỏ trung tâm duy nhất của tầng này chính là một đầm nước xanh biếc, trong đầm chỉ có duy nhất một đóa sen đỏ, ngọn lửa cháy rực phía trên bông hoa. Với chút kiến thức ít ỏi về thế giới huyền huyễn của Liêu Đình Nhạn, cô cũng có thể chắc chắn thứ này hết sức đáng quý. Tư mã tiêu lại rất tùy tiện, đưa cô tới trước hoa sen lửa đỏ rồi đưa tay thẳng thừng ngắt một cánh hoa xuống. Liêu Đình Nhạn nghe thấy tiếng òa khóc nhưng chỉ khóc một lúc liền im bặt. Tiếng con nít khóc, Ngọn lửa này phát ra tiếng con nít khóc hà. Cô nghi ngờ bản thân nghe nhầm. Biết đây là gì không? Từ mã tiêu nhàn nhạt vò nát cánh hoa kia, tiện tay vứt ra đất. Liêu đình nhạn lại nghe loáng thoáng tiếng nức nở. Liêu đình nhạn, ơ, hoa. Từ mã tiêu thắc mắc liếc cô, cái gì cũng không biết mà bọn chúng để ngươi đến đây. Mà vực quả nhiên càng lúc càng lụi bại. Liêu đình nhạn, đúng rồi chả ai nói gì với tôi cả. Chủ yếu là sư phụ với các sư huynh đều không giành mấy, họ cũng không biết nội tình gì, nếu mà biết thì có giả chết cũng không tới đây. Từ mã tiêu không muốn giải thích, chỉ nói, mỗi ngày người tới tưới cái thứ này. Liêu đình nhạn, dẫn hà. Tuy là dưới ngọn lửa có đóa hoa nhưng mà trên ngọn hoa là đống lửa, không tưới tắt lửa luôn chứ. Nhưng từ mã tiêu hoàn toàn không giống đang đùa, thậm chí nói xong còn đi mất bỏ lại mình cô ở đây sếp bất lương không không quang lại một nhiệm vụ kỳ dị trong ngày đầu nhậm chức của nhân viên mới phủi mông mà đi thứ sếp đần độn vô lương tâm liêu đình nhạn không dám đuổi theo ngơ ngác nhìn ngọn lửa hình như đã to lên một chút rất nhanh cô liền phát hiện quả đúng là vậy cùng lúc bóng người của tổ tông dần dần khuất mất ngọn lửa nhỏ vốn bé xíu trong chớp mắt to lên gấp đôi cứ như con gà yếu ớt run rẩy đã hồi phục lại bình thường ngọn lửa đột nhiên to lên thiêu cháy mất một nhúng đuôi tóc trước ngực của liêu đình nhạn mà ngọn lửa kia rất đắc ý lúc lắc vùng vẫy ngọn lửa đắc ý liêu đình nhạn lại nghi ngờ không biết có phải mắt mình bị gì không nhưng cô không do dự nữa tưới thì tưới nước ở ngay trong đầm bên dưới bông sen đỏ nàng rút ống trúc từ túi gấm ra múc nước chuẩn bị tưới lên trên ngọn lửa. Ai ngờ ngọn lửa kia lại hung hăng dẫy rụa, nứt ra một mảng như một cái miệng lớn, lửa từ trong vết nứt bắn tới Liêu Đình Nhạn. Liêu Đình nhận nhanh nhẹn ngồi thụp xuống, đồng thời tưới nước lên ngọn lửa. Chỉ nghe một tiếng suýt xoa, ngọn lửa kia òa khóc lớn. Khốn khiếp, khốn khiếp, ngươi dám tưới ta. Ta phải thiêu chết ngươi. Giọng nói như đưa trẻ chưa dứt sữa tính tình khó chịu, một kiểu giữ tợn không giống với sư tổ. Liêu Đình Nhạn, thế giới huyền huyễn mà, lửa biết nói chuyện cũng bình thường thôi, đừng hoang mang, phải gắng gượng, mày thắng được mà. Phù, ngọn lửa kia thật sự tức giận, thổi lửa phun phụt ra ngoài, cực kỳ ngạo mạn. Không ngờ tới cây hoa còn phải chịu đựng nguy hiểm đến tính mạng. Liêu Đình Nhạn cách ra xa một chút, ngẫm nghĩ chốc lát, rút ra một bình tưới hình hồ lô từ trong túi gấm. Ngại ghê, Thanh Cốc Thiên chuyên trồng trọt, là đệ tử Thanh Cốc Thiên, chủ nhân cái thân thể này có đủ bộ đồ nghề. Tuy nàng có vẻ không dùng mấy nhưng chủ nhân hiện tại luôn mang toàn bộ theo bên người đã tìm được công dụng của nó. Cô tưới nước lên ngọn lửa đang phừng phật cháy rồi lập tức thụp người xuống tránh sự truy kích của nó, rồi lại quay người tưới thêm lên tưới có bông hoa mà như đánh du kích. Đống lửa nhỏ từ hung hăng giữ tợn nhanh chóng đã khóc nức nở, nó đánh không lại đành nhận thua, rất biết điều, còn nói với giọng điệu đáng thương kinh khủng, đừng có tới ta nữa, khó chịu lắm hu hu. Nó vừa nói vừa cố ý ho mấy tiếng, khe hở do ngọn lửa tách ra bắn ra hai ngôi sao lửa. Ồ, tưới nước nhiều thì cái tên này không phun lửa được nữa. Liêu Đình nhạn cất bình hồ lô, ngẫm nghĩ không biết nhiệm vụ tưới hoa hôm nay đã được coi như hoàn thành chưa. Vào lúc này, ngọn lửa lại nói với cô trước giờ ta chưa từng thấy ngươi, đã lâu ta không thấy ai khác nữa, ngươi là ai, sao người đó lại đưa ngươi tới đây? Lúc nhắc tới người đó, giọng nói của ngọn lửa hết sức yếu ớt, cứ như đang sợ bị hắn nghe thấy. Đến đây cũng đã lâu, Liêu Đình Nhạn còn chưa nói với ai được mấy câu, sắp tự kỷ tới nơi, hiện giờ dù trước mặt là một ngọn lửa, cô vẫn tiếp lời, ta mới đến không lâu, đến để hầu hạ sư tổ ngọn lửa hung hang phượt lên ngươi là đệ tử canh thần tiên phủ ta biết mà nhất định sẽ có người tới cứu ta khỏi người đó tốt rồi nếu ngươi cũng là đệ tử của canh thần tiên phủ lần tới ngươi không được tưới ta nữa cái công ty gì mà nội bộ cấu xé nhau ghê vậy nhiệm vụ mà xếp giao cho cô đại loại là làm tổn hại lợi nhuận của những người khác thế nên người đó xông tới đe dọa cô không được làm vậy hóa ra cô đang cầm kịch bản thương trường khốc liệt à Liêu Đình Nhạn, không tới ngươi thì ta biết nói sao với sư tổ?" Ngọn lửa như đang chống nạnh, mạnh miệng nói, "Ngươi không phải là người phụ nữ của hắn sao? Làm nũng cái là được rồi chứ gì?" Liêu Đình Nhạn, "Đợi tí, cho hỏi sao đúc kết được kết luận này vậy?" Ngọn lửa, "Hắn đã dám đưa tới đây thì chắc chắn là người của hắn, ngươi là nữ nhân thì là nữ nhân của hắn, có gì không đúng?" người đưa ngươi tới không dạy ngươi làm nũng xong, nhanh đi làm nũng ăn gọn hắn, ta không chịu được cuộc sống này nữa rồi hu hu hu. Không hổ là lửa của tổ tông, đầu óc cũng bất thường. Nghe nói họ bị nhốt ở đây 500 năm, xem ra bệnh tình rất nghiêm trọng. Liêu đình nhạn không hiểu cho cái mồm bô bô của ngọn lửa, tiếp tục tưới nước cho nó. Phải ở cùng với thế lực ngọn lửa tà ác biết phun sao lửa, còn phải cúi đầu trước thế lực tổ tông tà ác hơn cuộc chiến công ty khốc liệt như thế đấy ngọn lửa bị cô tưới đến kêu la ỏm tỏi bắt đầu mắng mỏ từ mã tiêu cái tên bất lương nhà ngươi ngươi khinh sư diệt tổ ngươi đại nghịch bất đạo ngươi điên rồi ngươi tưới ta chính ngươi cũng phải chết cùng còn ngươi con mụ ngu ngốc này dám tưới ta có ngày ta khôi phục lại được nhất định sẽ thiêu cháy ngươi thành cho bụi giải trước mắt tên tư mã tiêu khốn khiếp đó liêu đình nhạn nghe nó mắng tư mã tiêu đoán ra đây rất có thể là tên của sư tổ đột nhiên ngọn lửa im bặt trong nháy mắt liêu đình nhạn cảm nhận được gì đó quay đầu lại nhìn quả nhiên nhìn thấy tổ tông mặc cả người màu đen đứng ở cửa trông rất nóng này đi thẳng đến trước ngắt từng cánh hoa sen đỏ bên dưới ngọn lửa xuống ngắt hẳn sáu cánh cứ ngắt một cánh liêu đình nhạn lại nghe thấy tiếng thốt thít nghẹn ngào, lại nghe có vẻ rất đau đớn. Trước mắt tổ tông, ngọn lửa hung hăng đó không dám lớn lối như ban nãy nữa, yếu thế xuống hẳn. Từ mã tiêu ngắt cánh hoa xong lại quay người lướt đi như hồn ma. Hu hu hu, hoa của ta, khó khăn lắm ta mới chăm được ra hoa. Ngọn lửa nhỏ giọng bật khóc, lại giữ tợn nói với liêu đình nhạn, ngươi giúp ta, ta cho ngươi lợi cái tê điên tư mã tiêu này bất cứ ai theo hắn cũng không có kết cục tốt dù ngươi có giúp hắn hắn cũng sẽ nhất định giết ngươi thôi nhưng nếu ngươi giúp ta ta có thể cho ngươi rất nhiều bảo vật thấy sen đỏ của ta chứ một cánh là một nghìn năm tu vi chỉ cần ngươi giúp ta ta cho ngươi hai mươi cánh liêu đình nhạn ngọn lửa này bị thiểu năng hà cũng khó trách dù gì cùng là một ngọn lửa làm gì có não Cô nhặt lên cất lại sáu cánh hoa ban nãy bị tư mã tiêu ngắt xuống vứt lung tung, còn có một cánh hắn đã vò lại từ lúc đầu, tổng cộng là bảy cánh. Cảm ơn, giờ thì ta biết đây là bảo bối rồi. Cái này chắc tính là lương. Không ngờ lại có lương, liêu đình nhạn nhất thời ngạc nhiên. Không cần biết công việc khó đến đâu, chỉ cần có đủ lương thì đều dễ thương lượng. Nhân viên ưu tú đều có nguyên tắc như vậy. Ngọn lửa giận dữ, chỉ cần ngươi giúp ta, ta cho ngươi còn nhiều hơn, ngươi nên biết là trên đời này ngoại trừ Tư Mã Tiêu, chỉ có ta có thể ngắt được cánh hoa. Liêu Đình Nhạn, không cần đâu. Làm người phải biết tự hài lòng, bảo bối như thế này nói thật cô còn có chút không dám dùng kia. Cái gì mà ngàn năm tu vi, nghe nặng nề quá, lỡ đâu dùng lung tung rồi chịu không nổi chết thì làm sao? Mấy trò này đầy trong tiểu thuyết. Ngọn lửa tiếp tục lượn lờ nói cứ như đa cấp vậy, Lưu Đình nhạn móc bịt tai tự chế dùng khi ngủ ra, nhét vào tai. Nhiệm vụ tưới hoa hoàn thành, chắc cô có thể tạm thời nghỉ ngơi một lát. Người luôn đem theo giường mền chiếu gối bên người thì có thể hưởng thụ khoảnh khắc nhàn hạ thành thơi mọi lúc thế này. Mãng xà đen lúc này trườn vào, nó nhìn thấy chủ cho ăn mới tìm được thì rất vui. Mà ngọn lửa nhìn thấy rắn đen lại kêu la thảm thiết. Con rắn đần độn, cút đi mãng xà đen trườn tới cạnh ngọn lửa uống nước ừng ực sau đó ngóc đầu hất toàn bộ nước trong đầm lên người ngọn lửa thì ra công việc của đồng nghiệp đại hắc là tưới nước liêu đình nhạn hiểu ra ngọn lửa bị tưới hai lần giống như đứa trẻ xấu xí bị bắt nạt kêu la thảm thiết con ả à kia đã tưới ta rồi con rắn ngu ngốc nhà ngươi sao còn tưới ta nữa mãng xà đen lại phun thêm ít nước vào nó đến lúc nó rũ xuống mới tới cạnh Liêu Đình Nhạn, đưa cái đầu khổng lồ cạ cạ tay cô. Liêu Đình Nhạn, anh hai, anh là rắn, không phải chó thật đâu. Cô lấy ra cái chậu mãng xà đen hay dùng, đổ nước trúc vào cho nó. Mãng xà đen vui vẻ uống nước trúc, Liêu Đình Nhạn hỏi nó, người anh em, người có biết chừng nào ta được tan ca không? Mãng xà đen tu ửng ực. Liêu Đình Nhạn câm nín, dẹp đi, đợi thêm tí nữa, leo cầu thang mệt chết được, đợi nghỉ mệt đã. Không biết có phải mãng xà đen đột nhiên hiểu được hay không, bỗng thè thè lưỡi. Quay đầu bò ra ngoài, còn xoay người huýt lên với cô. Liêu Đình Nhạn dọn dẹp đồ đạc, bị nó dùng đuôi quắp bỏ lên người. Mãng xà đen thường xuyên mang theo tư mã tiêu như thế này, rất quen với việc có người ngồi trên người, Liêu Đình Nhạn lại là lần đầu tiên ngồi trên chiếc xe, ngầu lòi tới vậy có hơi say xe. Rắn đen chở cô ra ngoài, xuyên qua các cột trụ cao cao với những cánh cửa sổ mở lớn. Bọn họ ở tít trên cao, ngoài cửa sổ có những dây sắt vắt ngang nối nhau, còn có ngọc bội phong ấn trôi giữa không trung. Chúng phát ra thứ năng lượng khiến người ta bị kìm hãm, Liêu Đình Nhạn không còn gì nghi ngờ những thứ này là dùng để giam cầm đại ma đầu sư tổ, đây đích thực là một nhà tù như cô suy đoán. Liêu Đình Nhạn có chút ngẩn ngơ, vừa không chú ý một chút đã bị chiếc xe đen kéo mới một căn phòng. Phòng vẫn rộng rãi như như căn khác, chỉ là có thêm ít đồ, có trường kỷ với kệ đồ, có giường, còn có một cái hồ hình vuông. Nước trong hồ bốc hơi lạnh, làm giảm nhiệt độ của cả căn phòng, giữa hồ có một người đang nổi bên trên. Tà áo đen rộng cùng mái tóc đen nhánh lan trong nước như rong biển, khuôn mặt trắng toát trong nước trông hết sức lạnh lùng dị thường y phục được nới lỏng thấy rõ xương quai xanh và một khoảng ngực rộng như một con thủy yêu có thể câu dẫn hồn phách liêu đình nhạn thậm chí còn nhìn thấy trên ngực sư phụ có hai chấm không được chết giờ hai tay cô nắm chặt vảy của mãng xà đen kéo đầu nó về sau đi nhanh dùng đi bị phát hiện nhìn trộm sư tổ tắm sẽ chết đó con rắn mưu mô này mày cố ý hãm hại đồng nghiệp đúng không Mãng xà đen không biết cô hoảng sợ cái gì, thắc mắc khè khè mây tiếng. Liêu đình nhạn nhìn chân chân vào sư tổ đang tắm trong hồ bị đánh thức, mở to hai mắt, ngồi dậy nhìn cô và nó. Sư tổ, hoa đã tưới rồi, người xem xem tôi có thể tan làm được chưa? Liêu đình nhạn hỏi với giọng điệu dịu dàng nhất cả cuộc đời. Tư mã tiêu nhìn cô chầm chầm một lúc, nhìn tới cô sờn hết cả gai ốc mới chậm rãi ừ một tiếng, hắn nhìn con rắn ngu ngốc đó bị liêu đình nhạn hết lôi tới kéo ra ngoài bỗng nhiên bật cười phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn